Như này là chỉ sơ thôi, các cái nung chào quý vị nhá. Hôm nay anh em đến vườn đào Nhật Tân thì cũng giới thiệu với mọi người đây là một vườn đào lâu năm và có những gốc đào thật gốc đào là rất là to đấy. Để mời mọi người đi theo cùng thì hôm nay cũng rất là vinh dự được gặp một bác làm vườn. Tên đào đó. Đây là vườn nhà vườn ở thì nói chung là đất này là đất đào truyền thống. À và truyền đất thống của làng đào. Và làng đào Nhật Tân. Và đào truyền thống, đất này rất truyền thống làm đào. À. Khu này thì khoảng tầm mấy hecta bác nhỉ? Rộng. Không biết. Trước là mấy chục hecta, 27 hecta hay sao. Và nhưng mà còn không rõ là bao nhiêu thì biết mình thấy bảo thấy. Và mình có biết đâu trên sổ sách mình là lưng dân này. Hỏi chia ra kiểu như là đất của các cụ già mà. Vâng, cảm ơn bác nha. Đi, đi qua đi. Chứ không phải mình là công nhân, chứ không phải mình hợp tác đâu. Vâng. Công nhân về một cục, không phải nhập lắm. Như này là chỉ sơ thôi, thì các cái lưng kiểu như là hoa đầu ấy. Vâng. Rồi nắng khi hôm qua, hôm kia, đây mấy hôm nắng nắng, nắng nở. Nó nở như này nhưng mà nó lại nuôi được các phân lục lạc. Rất là nhiều đấy. Vâng. Nhìn cây nào rất là trông có lợi như này nhưng mà ai không biết mua. Toàn những gốc cổ thụ. Toàn những gốc đào đẹp. Đẹp lắm các bạn, toàn cây cổ thụ. Một dãy. Anh ơi, cho em mượn cái em buộc em đi tên nào. Có đây không? Rất là nhiều cây. Thế to đẹp. Toàn gốc cổ thụ không bác nhỉ? Ừ. Đẹp quá. Những cái phù hiệu đây là người ta đặt hết rồi à bác? Ừ. Đã có khách chụp ảnh. Toàn gốc cổ thụ, gốc lớn luôn và cái lụ rất là nhiều. Rất là nhiều YouTuber đến để review. Đây nha, giới thiệu với mọi người một cái đào có tên là đào Nhị Mai, lần đầu được nghe thấy hoa lợ trắng hồng
đấy. Là bởi vì hoa, nhưng mà cái hoa này nó lại bé, thế nhỏ gọn đẹp, cái này hợp với lại để trước bàn uống nước. Rất nhỏ gọn, xinh xắn nhưng mà lại rất là đẹp. Dáng thế cũng uốn cong, cũng như những cái cây đào gốc to ấy, cũng là đẹp lắm. Ăn gốc thế gốc đẹp. Ở đây là chỉ là một cái vườn thôi, còn những vườn khác thì còn rất nhiều. Ở đây mới chúng anh em cũng mới đi, mình cũng chỉ đi được một vườn, còn những vườn khác chưa đến được. Một vườn rất là nhiều, toàn gốc cổ thụ ấy, rất nhiều các bạn đấy, người dân đến mua đấy nhiều. Đây vườn này khoảng tầm 600-700 cây, 600-700 cây toàn gốc cổ thụ đẹp. Toàn gốc cổ thụ to. Toàn gốc to đẹp không? Đẹp lắm mọi người ạ. Có thời gian mọi người hãy lên tham quan vào cái vườn đào này. Đắt mà. Những đây là những cái gốc đào là đang ươm trần để những năm sau mua dựng gốc, khách đến xem đào rất nhiều. Kết hợp với cả rau đấy. Đây ta mua ngoài hả Thảo? Đó, tâm dân ông đẹp thì chụp không nhiều cái làm đẹp lắm. Thích chụp chơi cho vui. Gặp chị xinh gái chụp chơi cho vui. Động viên an ủi nhau. Đây là vườn nhá, đây. Đi review vườn, cái vườn mà trước khi cho lên thế chậu thì trồng ở vườn này, khi mà khách chọn được một cây thì sẽ cho lên chậu đánh và để vào trong cái vườn mà lúc nãy review cho mọi người xem đấy. Quá tuyệt vời luôn. Ai ai có nhu cầu mua đào thì đến vườn chú tên là chú gì nhỉ? Ai mua thì đến vườn Lâm Anh đây, tha hồ mua đào. Đấy, vườn Lâm Anh nhá các bạn nhá. Ông Minh đâu rồi? Rất nhiều cành đào đẹp. Rất nhiều cành đào đẹp. Nhìn phê luôn, nhìn là mê. Phê là thích luôn nhá. Sợ nên
vào tận vườn chặt. Khách vào tận vườn chặt này. Thích thích cây nào để chặt cái đấy. Ở vườn kia là đánh lên rồi, còn ở đây là tự trồng. Ở đây là vườn, trong vườn nhé, khi mà chưa đánh lên chậu.